chiều luôn, bây giờ mình mới đi qua cái cầu đỏ. Mới xuất hiện ra cái anh Mát Giang Điền này rất là lý tưởng nha. Bây giờ mình phải đi qua cái hướng bên đây. Ở đây khẩu trang nè. Đó là hồi nãy là chị tạm dừng á. Rồi tạm dừng. Bây giờ mình sẽ xuống nha các bạn ha.
khi mình xuống nước á, thì nước mát thiệt là mát luôn. Mà có cái là gì, đá đó các bạn trơn trượt lắm, cho nên mình xuống mình phải cẩn thận. Còn ở phía dưới á, là sỏi đó, mình đứng mình hay bị đau chân. Nhưng mà ở phía dưới này coi cái màu nước vậy, chứ ở dưới nước trong và cũng sạch lắm các bạn. Tại vì thác mà đổ xuống nó cứ đổ theo chiều đó. Mình sợ, mình không có dám mà leo qua bên kia, bởi vì đá nó trơn lắm, cho nên mình phải đi từ từ, từng bước nha các bạn. Còn mấy thằng, cái thằng nhỏ xíu này á, là nó phải mang dép, chứ không thôi đá sỏi đâm chân nó đau. Đó, ở dưới đây, dưới đây đau chân lắm. Còn cái áo đen đó, cái áo áo hồng á. Đi lại cái quần. Quần slip á. Hả? Thấy rồi, quay rồi. Cái gì?
nước này còn nhiều, nước xanh đi. Nước thác ở đây rất là mát nha các bạn ơi, hãy tới thác Giang Điền chơi một chuyến đi, rất là thú vị và nhiều cảnh đẹp lắm. Coi như là mình sẽ chơi hoài nguyên một ngày luôn mà cũng chưa có hết nữa. Coi coi, mày dám ra ngoài xuống ngoài đó luôn hả? Trời ơi. Chụp luôn. Không, bây giờ đang quay gần đó. Rồi, sao nó dám ra ngoài đó sao? Chụp ông. Ai, hai chị em sorry với lại trời đất ơi, cái túi của nó có điện thoại ở trong ấy, cái túi màu xanh á, nãy con thấy không, bữa nay thì không được, không được xuống. Trời ơi, đâu con làm mất rồi hả? Không, không giao cho nó là làm mất rồi. Cái lắp cây á Duyên, đỡ con sorry nó xuống giùm đi. Sorry nó mất có 2 ngày à, 2 dép rồi. Ủa, sorry nó đỡ sorry xuống. Đó dép. Đấy, ôi cái thằng Bon này. Sao đồ bơi vậy? Cái đồ bơi giống hải của Bon á. Uống mì chắc mì chật chật rồi. Cô sống bằng gió. Chị mai chụp cái con cắt mình rồi. Khoan, đợi xíu. Ôi mắt kiến đâu Duyên? Áo phao đó. Áo phao sao mới cho xuống. Đúng rồi. Thằng nào? Mấy đó kìa. Nó nhảy qua cái suối luôn. Đang ghê á. Đỡ sao có con, đi chơi thôi. Ừ.
Ông à, cái chân té, cái chân trơn con ha, à, cho nó bước xuống không, cái chân trơn té cẩn thận nha. Thank you.
quá mà hỏi càng hỏi càng khóc. À, và đây các bạn ơi, sau khi tắm mát xong rồi thì cả nhà mình sẽ vào trong cái nhà hàng Hoàng Yến này. À, ở trong này nó có một cái nhà hàng này thôi, thì mình cũng vào mình ăn thử nha các bạn. À, đây là một cái bàn như vậy thì mình sẽ kêu vài món, nhưng mà sau khi mình ăn xong rồi thì mình thấy ở đây bán đồ ăn á làm cũng được thôi chứ không có ngon, và cái giá tiền thì nó cũng hơi mắc ha. À, thì nếu mình rút kinh nghiệm sau này mình đi đó, mình sẽ chuẩn bị đồ ăn mình đem theo, mình nấu nướng, mình cắm trại như có liều sẵn rồi đó, mình chuẩn bị đồ ăn ở nhà mình đem theo mình ăn cũng lý tưởng và cũng vui lắm các bạn. Đó, ăn nướng lên là đã rồi đó. Như vậy thì là bây giờ á, ủa hồi nãy canh gì vậy? Canh dạ, chua lá vàng. Ê, nãy ngày nãy giờ múc cơm cho tụi nhỏ đi, cơm chiên nó đi, cơm chiên cho tụi nó, rồi cho mấy đứa nhỏ đi. Còn bây giờ mình ăn cơm trắng đi. Mấy đứa lên đây cô lấy cho. Sorry kìa. Canh gà đấy nha. Rồi, cái nhân mực á, mỗi người miếng à. Thiếu chén hả con? Cái này ăn chén nè. Bên đây nó có ai? Không có ai hết. Có cái ghế không ạ? Ghế cái đồ đó nè con. Hộp đi cho đây nó đuổi nhỉ. Người dài hộp ăn cho biết, cho người dài hộp cơm chi ăn cho biết. Dài hộp chị quan hết lắm, chị quan hết lắm, nói được rồi. Rồi ha, em chị uống chung.
thác Giang Điền này nha các bạn. Mà các bạn hãy xem về tấm hình của gia đình mình chụp ở thác nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video.